hôm nay có một anh tình nguyện đi theo mình để rung mi cho mình lượm viên cả nhà. Mời kẻ mời nhà cùng đồng hành với mình xem cái anh chàng tình nguyện đó là cái anh chàng nào nha. Rồi mời kẻ nhà cùng xem nha. Rồi đây, chào cả nhà đã đến với kênh của mình Hằng Khánh Hòa. Thì hôm nay mình có một người em, thì nhà người em có một cây mi, mà cây mi đó hồi giờ chưa hái lần nào nha cả nhà. Thì bữa nay người em đó kêu mình đến hái, thì mình hái gì thì mình muốn làm cái món gì ngon mánh mình thích ăn thì mình hái mình làm mình ăn à. Thì mời cả nhà cùng đồng hành với mình nha. Ngồi mời cả nhà cùng đi. Rồi đây, cho hái mi rồi giao luôn cái nhà luôn nha cái nhà. Vô mình móc cửa lại chứ để rồi mình reo mình sâu mình hái không có ai coi nhà. Tình nguyện đi theo mình để rung mi cho mình lượm viên cả nhà. Mời kẻ mời nhà cùng đồng hành với mình xem cái anh chàng tình nguyện đó là cái anh chàng nào nha. Rồi mời kẻ nhà cùng xem nha. Rồi đây, đó cái anh chàng này nè, đó tình nguyện đi theo mình để rung mi nha cả nhà, không lấy tiền nha. Tại vì anh chàng đã nói là miễn anh em đồng ý cho anh đi theo rung mi là được à, không cần tiền bạc gì hết á. Như lọ mi thì đâu có nhiêu tiền đâu cả nhà. Không, mình cảm thấy có tiền. anh leo lên anh rung mi á cả nhà, rung mi cho nó rụng xuống á, rồi mình lượm. Mình luôn cái nhà ơi, đau biết à, mất hồn đi chứ. À, đây nè, đó mới đang nó rụng xuống nè cả nhà, đó nè, đó coi nè, đó nhiều không. Vậy á, mình thấy nó rải rác vậy mà khi mình lượm lại chắc nó cũng nhiều lắm á cả nhà.
Làm sao rung mới có chút xíu mệt rồi hả anh trai? Quen ánh khác. Quen ánh khác hả? Liêu liêu lên nó rung ra rung xuống nè. Đó cái nhẹ đó. Này mình có người mới nha cả nhà. Đây mình có người mới luôn nè, người đi lượm mi. Đâu, mua mi ngon cho cả nhà coi mi trái dài dài không nè. Chín nữa. Mi đây nha mẹ. Mi đây mình đem về xong mà mình lắm ở trên ống rung thì mình lắm được nhiêu mình lắm, còn một đấu nữa để ông xuống ông phụ ông lụm cho mình chứ ông tình nguyện mẹ cầu ơi, mình nhờ được gì mình nhờ chứ ha cả nhà, mang tiếng tình nguyện à, mang tiếng đi giúp là phải giúp tới đâu chứ. Thôi chưa, mình lượm như đây mà cũng thấy mệt nữa, muốn chơi cái hồ tiêu lên lắc lên trên nó chắc khổ lắm á, mệt lắm á cả nhà. Hồi kia mình bán quế á, mình bán cái mía trái đây nè mẹ, mở lòng mình bán ớ còn á là sợ nó khô á, cái tớ lại cái mình rước một ít nước lên xong rồi để phơi xuông sau mai bén tiếp về nó tung mọt cái sao á, hồi đó đem bày cho mình vậy á, nghề gì mình cũng để trải quê cả nhà, tại mình khổ á, nghề gì mình cũng có để trải quê, buôn bán mía bánh bèo rồi bánh bò bánh ít rồi mì rim gì cái gì cũng có đó cả nhà. Mùa đây nè, mùa nắng nè. Giờ lấy ăn mớ nó bên chua ăn. Không còn mà anh nói anh hái không được nó mệt rồi anh xuống rồi cả nhà.
Làm sao Làm sao không rung nữa anh ơi? Mệt chưa? Mệt rồi. Coi cừu nở không nè. Ô, quay cái hơi dễ nè. Con nào hỏi sao nè? Hơi cừu. Nói mệt cừu hết nở rồi kìa nè. Cái ông rung mi á, cái anh chàng rung mi anh xuống rồi nha cả nhà. Giờ mình cùng nhau lụm rồi cùng nhau lụm cho nhanh. Rồi mời cả nhà cùng đồng hành với mình nha. Nhiều cả nhà. Định là một bao đây gì ăn thôi. Mẹ hình như lắc chắc cũng được hai bao á. Thì giờ nhiều quá thì cũng phải lượm cho hết chứ chân liêm mở phí. Lụm được bê cái bao về đây rồi nha cả nhà. Bê bao. Bao mà bao đựng gạo 10 kg á. Đó, giờ mệt rồi. Giờ rồi mệt rồi nghỉ xong rồi lụm tiếp. Hồi kia mình còn nhỏ á, nhà mình khổ á. Cứ đi học một buổi. Còn một buổi thì về nhà. Thôi có gì mình bán hết đó à. Hồi đó có mi nữa nè. Mi mà hồi đó mẹ mình mua không phải như giờ. Hồi đó về nhà cái mình mua 1 kg gì đó. Xong rồi về nhà cái mình chia ra từng chùm vậy á. Ví dụ một chùm 500 đồng hay 1.000 vậy á. Cột lại từng chùm á. Chứ không có phải là như bây giờ là bán ký rồi đâu. Hồi đó là ví dụ như chuối cũng vậy đó. Hồi đó chuối cái mình mua về, mẹ hồi đó mắc lắm cả nhà. Mua về cái mình làm mình để trên một cái sàn á. Ví dụ như mình để 2 trái á, là nó 1 chùm, 2 trái hay 3 trái vậy là nhiêu vậy á, để bán vậy á cả nhà.
chứ không phải như giờ mà bán ký bán nải rồi đâu. Xưa là cái gì nó cũng mắc hết á, thứ gì cũng mắc mà cái gì cũng quý hiếm. Giờ thì cái gì cũng nhiều. Đây thì nhà mình làm thêm một cái món mì cho cái nhà xem nha, thì tùy cơ ứng biến à. Thôi được rồi, thiệt cái chứ đi tới người ta hái cái giường tê mà quyết rồi gì thì cái ông này chắc ông làm để cho mình chấm điểm hay sao cả nhà. Tình nguyện đi rung mi rồi mà còn mày đặt làm chứ không được còn quyết rồi nữa thì cái để cho mình chấm điểm gì nhẹ tép mình chấm điểm 5 điểm 6 vậy. Tao không quế ơi, nó đánh thì làm mi dầm mi gì ra cái gì chứ còn quyết gọn gì nữa. À, thì mình cũng xin chào cả nhà nha. Mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn cả nhà những video sau nha. Rồi bye bye, chào cả nhà. Ai đang xem thì cho mình xin một cái like, một cái đăng ký kênh và nhấn luôn cái chuông bên cạnh luôn ạ.